Hello, hello, xin chào tất cả các bạn thân mến của Văn Kiêu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi cái trò con rắn này rất là hấp dẫn luôn. Cái nhiệm vụ wow, lâu quá mình không chơi nên có mấy con rắn rất là nhìn rất hình thù rất là kinh khủng luôn. Rồi rồi, bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta phải đi tiêu diệt các con rắn khác. Mà chúng ta đang ở top thứ 132 trên góc màn hình các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ thử cùng chơi với các bạn xem mình có được top một thế giới không nha. Rồi đây đây đây, mình tiêu diệt con rắn vàng này. Wow, khá là khó đấy. Từ từ mình sẽ tiêu diệt, mình sẽ bao bọc con rắn này. Các bạn sẽ quay quá nhanh, quá nguy hiểm. Sao lắc dữ ta? OK, hello, xin chào tất cả bạn, các bạn thân mến của Văn Kiêu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi cái game con rắn này. Lâu quá mình không chơi nên mình chơi lại. Quay. Mình chơi lại xem mình có được top 1 như mọi khi nữa không. Rồi rồi, cái con rắn kia mà hãy đứng lại đây. Wow, xím nữa là mình chặn đầu được 2 con rắn rồi. Nhưng mà từ từ các bạn xem này. Không được rồi, không được rồi. Wow, có một cái máy phong lớn này này. Ê, có mụn rắn mới mọc ra. Ê, có năng lượng này 50 nhân độ. Ui, có con heo này các bạn. Heo rất kích hoạt. À, có lẽ là con heo này sẽ được cộng thêm tiền đấy. Wow, thức ăn này, đồ ăn này. Ăn thôi, cần gì phải tiêu diệt người khác đâu các bạn. Rồi, ăn thêm cục 500 này nữa. Đấy, chưa gì mình lọt lên top 11 được kìa các bạn thấy không. Wow, mình vừa diệt được một con sâu. Nhưng mà con sâu đâu ra thì mình chưa biết. Chắc lẽ nó ấy, cái con trắng này cứ đi theo mình ra. À, thì ra mình diệt vừa rồi, mình diệt được con này. Cái con sâu trắng kia nãy giờ theo mình rất là được rồi, nó giống y chang là luôn. Có lẽ con này nó nhái mình các bạn à. Từ từ, con rắn mình sẽ tiêu diệt cái con rắn kia bạn xem. Đó, nó chạy nhìn ghét không? Nó rồi nè, nó đây rồi, nó đây rồi. Mày ui, thực sự con rắn nó rất là hung dữ luôn các bạn ơi. Từ 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 thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. À rồi, mình nhận được một cái dơm lên rồi. Từ từ, wow, rồi nó nằm trong tầm tay của mình rồi các bạn ơi. Để xem mày, để xem mày thoát đâu cho thoát khỏi tay tao được. Wow, nãy giờ mày cứ đu đu theo tao làm tàu ấy chết ngay. Wow, quá là ngon, quá là ngon, quá là ngon luôn. Wow, có một con rắn khác chết được không em? À, có một con rắn định đua mình kìa, mình đua với tao à. Rồi xong luôn, các bạn thấy không, nó chui vào cái vòng cua của mình thì nó chết ngay thôi. Đấy, mình ăn phần còn sót còn lại. Rồi vẫn là đang có top 13. Chưa chưa, từ từ mình sẽ lên top 1 các bạn xem thôi. Game này là dễ thôi. Let's go baby. Wow. Từ từ các bạn ơi. Tôi chơi game này để quay mà, để up đi mà. Chưa chưa chưa. Wow, có một con rắn giống mình nữa này. Chưa chưa gì mình chạy một. Ôi, có một con rắn mới chết. Đi lùm môi. Wow, con kia đuôi mình kìa. Mày dám đua giành thức ăn của ta sao? Đua này. Rồi mình sẽ bọc con rắn này lại. Cá tụi nó đòi giành thức ăn với mình. Đấy, chịu sao nổi mình được. Rồi các bạn nghĩ đi, làm sao mà nó thoát khỏi tay mình được. Rồi giờ mày chạy đâu hả con rắn kia? Wow, con rắn vàng định bọc mình, không phải không phải. Rồi ngủm ngay, lụm tiền. Đâu rồi? Rồi một con rắn vàng nữa hy sinh.
Một con rắn vàng, khi nào mà được top 1 là mình dừng luôn nha các bạn, mình không muốn lên cấp, mình không muốn đợi mãi được, top 1 là mình dừng luôn. Mình sẽ tự tử và mình chết luôn. Đấy. Đâu được, wow, rồi, có cái zoom lên rồi, mình sẽ tăng tốc, mình chạy hết cỡ. Ôi, cái con rắn này nhìn khá là sặc sỡ. Wow. Wow, của tao đấy, của tao đấy, wow. Rất wow, các bạn xem này, rất là nhiều rắn chết luôn. Khá là nhiều mồi chúng ta luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Rồi, cái con rắn này mày đã chui vô cái vòng của tao thì mày không thể thoát được đâu. Mày không thể thoát được đâu con trai ạ. Ôi mày vẫn ra được à. Từ từ tao sẽ vò mày. Con rắn có hình thù kỳ dị này. À, thấy chưa? Từ từ mình bắt được nó các bạn ơi. Từ từ thôi. Ơi, thấy chưa? Ngụm ngay làm sao mà thoát khỏi tay mình được. Wow, quá là nhiều thức ăn luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình không có cái 500 kia rồi, mình lên thứ lại 18 lại rồi. Rồi, cái lần này mình đang được ít năm rồi lần này. Wow, thấy chưa các bạn thấy không? Lên top 11 rồi. Các bạn hãy cổ vũ cho mình để mình lên được cái top đầu tiên nào. Vô. Rồi, mình vừa diệt được một con sâu, con nào tâm một người mình chết rồi. Đâu rồi? À, biết ngay mà, thấy chưa? Ôi trời, tức thế rồi. Rồi, cái này tôi cho cậu.